Rồi, trưa nay thì anh em mình đang có mặt tại trung tâm chợ cũ của Sóc Quen, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay lại cùng với dịch vụ mai táng của trại hòm Ngô Sinh để phục vụ lễ nhập mạch. Mình cũng chưa biết là ông hay bà nha các bạn. Để mình vô mình hỏi thấy. Anh Tấn Anh này, ông hay bà vậy? Ông à? Mấy tuổi rồi? 81 nha. Dạ. Ở đây là cái khâu cắm hoa. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thể tu lời dạy tỏ tường ngà mấy điều quán tường phải tường xẹp ra không ai tránh khỏi lúc qua căn tàn chúng sanh bệnh tật phải mang không ai phải bình an mạnh lành chúng sanh sự chết rằng dành không ai tránh khỏi tử sanh đến thì chúng sanh phải chịu chia ly. Đây là cảnh con cháu cùng với gia đình vào bên trong để mà cầu nguyện, thì đang tụng hồi kinh cuối cùng trước khi nhập mạch nha. Anh em trong đội mai táng dịch vụ của trại hòm Ngô Sinh cũng vào bên trong để chuẩn bị tiến hành nhập liệm cho cụ ông mới vừa qua đời nha các bạn. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Ya bi ne ya ma ki ra ka le ta ba na. Rồi, chuẩn bị đưa ông vào quan tài, đó là lễ nhập mạch ở dưới quê mình nha các bạn. Thank you.
đêm qua lại một đêm trôi qua là vẫn nhớ mãi về nhà. Bao năm nhập nhằm gian khát, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trăng đêm mắt sâu thẳm còn chăm lo. Mình chờ lo lắng lo lắng
We'll be right back.